Hi, xin chào các bạn, mình tên là Tài và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của GVN. Nếu như mà nói về tai nghe, cá nhân mình thôi, mình là một người rất là thích nghe nhạc và khi mà lựa chọn những cái tai nghe để mà xem phim hoặc nghe nhạc thì mình luôn luôn rất là khó tính. Nhưng mà dạo gần đây mình biết là đối với riêng anh em thì nó lại một cái chuyện khác. Các bạn không chỉ như mình, các bạn không phải là chỉ muốn nghe nhạc không thôi, mà đôi khi chúng ta còn muốn có một cái tai nghe tốt để mà chơi game nữa. Nhắc về game thì chắc là dạo gần đây nổi trội nhất là PUBG. Và PUBG dạo này mới tạo ra một cái giải rất là lớn, đó chính là giải BGI, chắc là ai cũng biết. Và một cái sự trùng hợp đó chính là trong cái giải BGI này, tức là PUBG toàn cầu á, thì SteelSeries là một trong những nhà tài trợ chính cho cái giải lần này. Nhưng mà nếu như các bạn có để ý thì tất cả mọi game thủ ở trong cái khuôn khổ đấu giải thì họ đều sử dụng cái tai nghe của SteelSeries, cụ thể là chiếc SteelSeries Altis Pro. Đây là cái phiên bản có DLC rồi. Nhưng mà như thế này nè, khi mà các bạn suy nghĩ đến những cái tai nghe để mà chơi game FPS thì người ta sẽ nhớ đến một chiếc tai nghe khác, đó chính là chiếc HyperX Glow 2. Bởi vì đây là một trong những chiếc tai nghe mà rất là nhiều những cái anh em game thủ nè, streamer nè, hoặc là những cái game thủ trong cộng đồng FPS sử dụng rất nhiều. Vậy thì có lý do gì tại vì sao trong một cái giải lớn như vậy mà lại không sử dụng Cloud 2 mà lại sử dụng SteelSeries? Có phải là bởi vì chính SteelSeries là hãng đã tài trợ chính cho cái giải lớn lần này mà chúng ta quyết định chọn nó để giống như là kiểu quảng bá thương hiệu hay là không? Thì hôm nay mình xin làm rõ cho các bạn cái lý do tại vì sao SteelSeries Altis Pro lại được chọn trong cái giải BGI lần này. Để trước khi mà đánh giá về những cái đó nó quá chuyên sâu thì mình đi đến cái phần thiết kế trước. Nói thật là các bạn, nếu như cho mình chọn cái cảm giác đeo giữa hai chiếc tai nghe này, đây là con Cloud 2 và con Altis Pro, hai con này, thì cá nhân mình vẫn nghiêng hơn một phần rất mạnh về con Cloud 2. Bởi vì thế này nè, cái cảm giác cá nhân mình đó, thứ nhất mình là một người có đầu to, bản thân mình thôi, một người có đầu to, và bởi vì chính cái con Cloud 2 này nó cho phép mình điều chỉnh được cái độ mở của tai nghe, khiến cho mình có thể giảm to hoặc là nhỏ cái tai nghe tùy thích. Và nếu như những bạn nào mà có đầu to hoặc đầu nhỏ giống như mình thì sẽ dễ chịu hơn cho cái việc là thao tác sử dụng. Nhưng mà chính bản thân cái con Altis Pro này nó không được như vậy. Ok, nó cũng cho phép các bạn là tăng giảm cái độ mở của cái tai để mà các bạn có thể đeo nó to nhỏ tùy thích. Nhưng mà các bạn sẽ phải phụ thuộc vào một cái cọng dây thun, một cái sợi dây thun đi kèm của SteelSeries chặn tặng kèm cho các bạn. Thì khi mà các bạn đeo như thế này nè, đây, đó, thì các bạn sẽ phải ướm nó bằng cái cọng dây thun này, nó sẽ phải vừa với cái đầu. Nhưng mà chính vì vậy thì các bạn cảm giác là như là nó thay thế và nó thay đổi cái size đầu, nó rất là khó chịu. Vậy nên là về cảm giác đội thôi thì mình vẫn chấm 2BX Cloud 2 nó tốt hơn. Nhưng mà riêng một cái này nè, ở trong hai cái tai nghe này thì có một cái phần khá quan trọng của mỗi cái tai nghe, đó chính là về cái phần đệm tai. Thì cái con 2BX này nè, nó có hai phiên bản nha, một phiên bản là bằng nhung và một phiên bản là bằng mút mà bọc da ở ngoài giống như thế này nè. Nhưng mà khi mà các bạn thử sờ vào hoặc là thử đội vào, các bạn sẽ có cái cảm giác nó giống như những cái tai nghe của Razer. Tức là cái phần giả da này, bọc da này nó sẽ hơi bí. Và nếu như các bạn đội trong thời gian dài, ok, đồng ý, ví dụ như là mình làm việc ở trong môi trường gọi là máy lạnh và mát mẻ thì nó không phải là vấn đề. Nhưng mà đối với một số bạn mà các bạn sử dụng giống như là ở môi trường nó hơi nóng á, thì các bạn rất dễ bị đổ mồ hôi ngay chỗ, ngay cái vành tai xung quanh thế này này. Và khi mà các bạn đội hoài thì cái phần này nó sẽ bị ẩm và dần dần sẽ bị bong tróc sau khoảng 1 hoặc là 2 năm sử dụng. Thì đó là về cái tính độ bền thôi. Còn riêng đối với SteelSeries thì họ làm bằng cái sợi nhựa và nó đan xen vào nhau. Đây, nhìn nó rất là mềm mại và rất là liền lạc. Các bạn không có gặp cái hiện tượng sẽ bị bí hoặc là bị nóng ở trong cái quá trình các bạn sử dụng. Đó là về cái thiết kế. Và chúng ta đã nói xong thì bây giờ mình sẽ đi đến cái phần chuyên sâu hơn là về kỹ thuật và tại vì sao cái tai nghe này lại được chọn ở trong cái giải lớn như vậy. Một trong những cái điểm mà các bạn cần phải quan tâm khi mà các bạn đi mua một cái tai nghe theo mình á, là một trong những cái điểm mà quan trọng nhất, đó chính là về cái tần số đáp ứng. Khi các bạn lựa chọn một cái tai nghe thì nếu như các bạn chưa biết thì mình nói thêm là tai của người á, thì có thể nhận diện được âm thanh ở trong khoảng là từ 20Hz cho đến cao nhất tối đa là 20.000Hz. Nhưng mà cái tai nghe này á, thì nó lại phát ra cho các bạn cái tần số âm thanh á, đáp ứng của nó là từ 10Hz cho tới 40.000Hz. rất là lớn, và cái giải đó hầu như là vượt quá ngưỡng của tai người luôn. Vậy thì các bạn sẽ đặt một cái dấu hỏi lớn ở đây là ủa, vậy thì tại sao mà tôi lại phải mua cái tai nghe này trong khi nó quá vượt ngưỡng và tôi xài nó không hết, giống như vậy. Thì cá nhân mình lại nghĩ khác nha, bởi vì ngay bây giờ nè, những cái game mà ngay bây giờ các bạn muốn chơi và những cái game sau này nữa, không chỉ riêng PUBG ngay bây giờ, nhưng mà nói riêng PUBG trước đi, các bạn có những âm thanh gì ở trong cái game đó, các bạn có tiếng bước chân nè,
các bạn có tiếng máy bay bay ngang qua để thả thùng thính xuống nè, hay là tiếng lút đồ, tiếng nhặt đồ, tiếng đạn, tiếng khói vân vân. Và chính vì cái giải âm nó đủ rộng thì khi mà cái nhà phát triển họ làm game á, thì họ dễ dàng và thoải mái sử dụng ở trong cái khoảng không gian đó hơn, khiến cho những cái chi tiết mà các bạn có thể nghe vào nó sẽ nhiều hơn là đối với những cái tai nghe khác. Thì đối với những cái tai nghe khác nó không có được cái tần số đáp ứng nó to như vậy và nó rộng như vậy, khiến cho các bạn có thể nghe được cái khoảng cách nó tương đối hẹp và nó không có đủ nhiều chi tiết bằng cái chiếc tai nghe này. Đó chính là về cái tần số đáp ứng. Một đặc tính thứ hai mà các bạn cũng cần phải quan tâm đó chính là về trở kháng. Thì chính cái tai nghe này nó cho là trở kháng khá là nhỏ, chỉ có khoảng là 32 ohm mà thôi. Cái trở kháng này thì nó liên quan gì và nó quan trọng như thế nào? Nó liên quan thứ nhất và liên quan tiên quyết nhất là về cái chất liệu làm dây. Khi mà một cái dây tai nghe tốt á, thì trở kháng sẽ rất nhỏ và khiến cho các bạn có thể truyền được nhiều âm thanh hơn. Ví dụ như các bạn có một cái đường ống nước và trở kháng thì giống như là một cái nút bịch của cái đường ống nước đó lại, thì trở kháng càng to tương đương với lại cái nút nó càng bự. Chẳng hạn như các bạn có một cái nút chỉ có là 32 ohm như cái này, cái con SteelSeries này chỉ có 32 ohm thôi, thì cái nút nó tương đối nhỏ. Và nếu như trở kháng nó nhỏ như vậy thì cái lượng âm thanh có thể truyền qua cái đường ống nước đó sẽ rất là nhiều, cái lượng nước có thể truyền qua là nhiều hơn. Còn đối với những cái tai nghe khác thì ví dụ như trở kháng trung bình nha, thường của những cái tai nghe khác thì nó sẽ khoảng là 60, thì các bạn thấy nó gấp đôi cái này thì cái lượng âm thanh nó truyền qua nó không được nhiều lắm. Đó chính là về cái chất liệu làm dây của cái tai nghe này, thì chất liệu nó thật sự tốt. Và nếu như các bạn muốn nghe những cái âm thanh mà nó nhiều hơn thì cái tai nghe này có thể đáp ứng được cho các bạn. Đó là về cái độ trở kháng. Một cái đặc tính thứ ba mà các bạn cũng cần phải quan tâm đó chính là về cái độ nhạy, hay còn gọi là sensibility. Độ nhạy của cái tai nghe này nó có cái thông số là 102 cộng trừ 2 decibel, và những cái tai nghe khác thì nó sẽ dao động khoảng 90 cộng trừ 2 decibel hoặc là 98 cộng trừ 2 decibel. Cái tai nghe tới tầng là 102 thì nó giúp cái gì? Chẳng hạn như các bạn đang có hai cái tai nghe, cái này đi, cái này là 102 đúng không? Còn một cái kia là chỉ có khoảng là 98 hoặc là 90 thôi. Thì cái độ nhạy này nó quyết định á, là khi ví dụ các bạn tăng cái volume từ 0% lên 10%, hai cái tai nghe đều là 0% lên 10%, các bạn dặn lên, thì cái tai nghe mà 102 cộng trừ 2 giống như thế này nè, nó sẽ cho lại âm thanh lớn hơn rất là nhiều. Hoặc là các bạn giảm đi thì các bạn chỉ cần giảm một chút xíu thôi cũng sẽ có thể thấy được sự khác biệt tương đối rõ ràng. Đó là về cái độ nhạy của hai cái tai nghe, nếu như các bạn có thể quyết định lựa chọn mua một trong hai. Và có một cái phần nữa cũng rất là thú vị đối với chiếc SteelSeries Tix Pro này, nó có một cái DAC rời, hay gọi là một cái DAC rời, nó là cái cục này. Cái cục này thì tức là một cái DAC. Cho các ai chưa biết á, thì DAC có nghĩa là gì? DAC có nghĩa là bộ chuyển đổi âm thanh từ tín hiệu digital sang analog. Tức là khi một cái file âm thanh, ví dụ một file MP3 đúng không, thì khi mà các bạn chuyển nó vào máy tính thì nó sẽ được nén lại dưới dạng những con số bi, những con số 1001, 1001, 1001 nối dài nhau. Và nếu như các bạn có một bộ DAC đủ tốt thì nó có thể giải mã từ những con số 10 đó thành file analog, tức là một cái file mà những cái sóng hình sin nối dài nhau, thì khiến cho các bạn có thể nghe âm thanh nhiều hơn. Một cái máy hoặc là một bất cứ một cái thiết bị nào có DAC càng tốt thì cái bộ DAC đó sẽ giải mã càng ngày càng nhiều. Chẳng hạn các bạn có 10.000 đơn vị những cái con số 1001 đó, nhưng cái DAC của bạn không đủ tốt hoặc là không đủ xịn, thì khi mà các bạn giải mã nó ra thì nó giải mã không hết 10.000, nó chỉ giải mã được khoảng 5.000 hoặc là 6.000. Đó chính là về cái vấn đề đó. Nhưng khi các bạn có một cái bộ DAC rời như thế này, tức là nó có thể giải mã được cho các bạn tương đối là đầy đủ so với cái file gốc. Ví dụ file gốc 10.000 thì nó có thể giải mã lên tới tận là 8.000 hoặc là 9.000, khiến cho chi tiết âm thanh các bạn nghe vào nó nhiều hơn. Đó chính là về cái bộ giải mã DAC đi kèm đối với cái tai nghe này. Và còn thêm một cái nữa, riêng nói về DAC rồi thì mình cũng nói luôn cho các bạn về cái công nghệ âm thanh mà nó sử dụng. Nếu như cái tai nghe, những cái tai nghe khác bây giờ các bạn thấy là chuẩn Dolby Audio họ sử dụng tương đối nhiều, nhưng mà đối với cái SteelSeries Tix Pro này họ là sử dụng cái công nghệ của DTS, và cụ thể là DTS Headphone X version 2.0. Nếu như những cái tai nghe trước đây mà sử dụng version 1.0 thì nó tương đối là tốt rồi. Theo mình đánh giá thì cái chuẩn của DTS Headphone X nó vẫn hơn một chút xíu so với Dolby Audio. Thì cái tai nghe này version 2.0 nó còn càng làm tốt hơn nữa. Và dễ dàng nhất là khi các bạn kích hoạt cái âm thanh surround, tức âm thanh 7.1 lên, thì các bạn sẽ cảm thấy được là nó tự nhiên và hầu như là các bạn có thể nghe nó liên tục. Tại vì thế này nè, khi mà thường nha, mình hay chơi game hoặc là mình hay chơi những cái game mà kiểu như là phải định hướng nhiều như PUBG đi, thì mình mới phải kích hoạt cái âm thanh 7.1 lên là để làm như thế nào? Để cho nó có thể nghe được tiếng bước chân hoặc là những cái tiếng không gian xung quanh nó rõ ràng nhất. Nhưng mà khi mà các bạn nghe nhạc, chẳng hạn như mình nghe nhạc bình thường thôi, thì bình thường hãy tắt. Bởi vì khi các bạn kích hoạt nó lên thì nó sẽ cố ý giả lập và làm cho nó rất là giả, khiến cho các bạn nghe nhạc nó không được hay. Nhưng mà đối với cái version 2.0 này thì nó giải quyết cái vấn đề đó cho mình rất là tốt. Tức là mình có thể bật 24/24 và mình không cần phải quan tâm đến cái chuyện là phải tắt nó đi. Bởi vì nó đủ tự nhiên để khiến cho các bạn có thể vừa nghe nhạc, vừa xem phim và vừa chơi game. Nó tích hợp hết tất cả mọi thứ và các bạn hầu như là không cần phải tắt đi. Đó chính là về cái DTS Headphone X version 2.0.
Và cuối cùng là một cái thông số liên quan đến THD, hay còn thể dịch ra tiếng Việt là méo hài toàn phần hoặc là méo hài tổng, thì nó chính là cái gì? Cái tai nghe này cho lại các bạn cái thông số méo hài toàn phần, tức là THD đó chỉ có cái mức sai lệch là 0.0032%, rất rất nhỏ. Và cái đó thì nó quan trọng như thế nào? Chẳng hạn nha, các bạn có một cái tai nghe với méo hài toàn phần, méo hài tổng nó tương đối thấp, thì một cái ngưỡng âm thanh, ví dụ một cái âm thanh nó đi qua là 100 Hz, cái tần số âm thanh là 100 Hz, thì nó sẽ phát đúng, hầu như là gần như đúng, là khoảng nó sẽ phát ra với cái mức âm thanh là khoảng 98 Hz hoặc là 102 Hz chẳng hạn, tức là nó nằm ở trong cái khoảng tương đối nhỏ thôi. Thì cái tai nghe này nó cho phép các bạn nghe được những cái tần số âm thanh với cái độ sai lệch là rất thấp, khiến cho các bạn có thể nghe đúng với cái mức âm thanh mà người sản xuất họ làm ra. Đó chính là về cái méo hài toàn phần. Nhưng mà nãy giờ thì mình nói quá nhiều về ưu điểm của nó, vậy thì nhược điểm nó nằm ở chỗ nào? Đó chính là về một cái thông số mà duy nhất nó thua thiệt so với những cái tai nghe khác, chẳng hạn như 2BX Cloud 2 thôi, nó thua một cái là về cái kích cỡ driver. Kích cỡ driver của chiếc tai nghe này nó chỉ có là 40mm, so với 2BX Cloud 2 thì nó tới tận là 53mm. Và tất cả hai đều được làm bằng cái chất liệu là 500 neodymium, là một cái 500 hiếm, khiến cho các bạn có thể nghe nó tốt hơn. Tuy là nó nằm ở khoảng là 40, tức là nó nhỏ hơn so với 2BX Cloud 2, nhưng mà một cái đặc tính, tức là đối với những cái headphone giống như thế này thì cái tiêu chuẩn mà quốc tế đưa ra là nó sẽ khoảng nằm trong khoảng từ 30 cho tới 53 là vừa đủ, tức là đạt đúng tiêu chuẩn thì nó vẫn nằm trong cái chuẩn đó. Vậy nên nếu như các bạn nghe ở cả hai cái tai nghe này mà các bạn thử nghe thì các bạn sẽ không thấy được quá nhiều sự khác biệt ở giữa cái cỡ driver mà nó cho lại đâu. Vậy nên là nếu như các bạn quá quan tâm về cái kích cỡ driver thì cái chiếc SteelSeries này nó vẫn đáp ứng đủ cho các bạn, bởi vì nó vẫn nằm trong một cái tiêu chuẩn nhất định. Vậy thì đã đề cập xong đến cái phần tai nghe, tức là đây, cái phần tai nghe đây thôi. Nhưng mà có một phần nữa cũng khá quan trọng, nếu như các bạn là những cái game thủ mà chơi game mà duo với nhau hoặc là bắn squad với nhau, thì đó là về cái phần micro. Đây, cái phần micro. Ở hai cái tai nghe này á, thì nó có hai cái kiểu tiếp cận micro nó hoàn toàn khác nhau. Một cái là micro có thể tháo rời, như là 2BX này các bạn có thể tháo rời đây. Đây, có thể tháo rời ra, và một cái là các bạn cái kiểu mà thò vô thụt ra giống như thế này. Thì về căn bản á, hai cái này nó cho lại hai cái ưu và nhược điểm khác nhau. Chẳng hạn như 2BX các bạn không thích thì các bạn có thể tháo ra và các bạn có thể cất này đi. Nhưng mà nhược điểm của nó là ok, nó tiện ngay bây giờ, nhưng mà các bạn có thể làm mất nó bất cứ lúc nào. Và thứ hai á, là về cái phần mấu chốt của ngay cái chỗ này, khi mà các bạn cứ tháo ra tháo vào nhiều, mình biết là có rất là nhiều người có cái thói quen đó, thì nó sẽ bị hư và bị lờn rất nhanh trong một thời gian dài mà các bạn sử dụng. Đó chính là về cái nhược điểm của 2BX. Vậy nên là nếu nói về phần micro thì mình vẫn nghiêng hơn về SteelSeries Actis Pro, bởi vì nó là cái kiểu mà các bạn có thể đút ra đút vào, nó khá là giống với những cái tai nghe của Razer mà nếu như các bạn biết. Thì về cái chất lượng micro đây, về cái ống dẫn của cái dây mic thì cũng có thể bẻ tới bẻ lui rất là thoải mái. Thêm một cái nữa là về chất lượng micro thì mình cũng đánh giá cao hơn SteelSeries Actis Pro, bởi vì nó là kiểu micro có thể thu một lúc tới hai hướng âm thanh. Tại vì ở ngay cái mic nè, các bạn nếu như mà nhìn á, thì các bạn thấy là ở phía trong nó có một cái lỗ mic và phía ngoài cũng có một cái lỗ mic, khiến cho các bạn khi mà đeo vào đây thì các bạn có thể nói đây, các bạn nói ở đây, nhưng mà âm thanh phía ngoài vô nó vẫn có thể nghe được, khiến cho cái tính năng sidetone, tức là một cái tính năng mà giúp cho các bạn giống như kiểu là vừa chơi game mà micro nó tự động chủ động nó thu những âm thanh xung quanh vào á, để cho các bạn vẫn có thể nghe được cái tiếng của người kế bên đang nói chuyện với mình. Thì cái tính năng sidetone đó được bổ trợ trong cái tai nghe này rất là tốt. Và nếu như các bạn là người giống mình, khi các bạn muốn chơi game thôi thì không sao, nhưng nếu như các bạn vừa chơi game vừa làm việc thì cái tính năng nó là một trong những cái rất là quan trọng. Và cái chất lượng của micro này nó cũng tương đối là tốt. Bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe thử cái chất lượng micro của tai nghe này. Rồi, xin chào các bạn, nếu như các bạn đang nghe cái đoạn mẫu voice này thì mình đang nói ở trên cái chiếc SteelSeries Actis Pro. Nếu như ngay bây giờ mà các bạn vẫn còn đang xem video thì các bạn thật sự tuyệt vời, bởi vì đây là gần cuối video rồi mà các bạn vẫn còn nán lại để mà xem. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Vậy nên là mình đã chia sẻ xong cho các bạn về cái lý do tại vì sao SteelSeries Actis Pro lại được đem đến trong cái giải BGI, một cái giải rất là lớn ở PUBG toàn cầu. Thì nếu như các bạn có quan tâm đến sản phẩm này hoặc là sản phẩm này thì mình có để hai cái link ở phía dưới một mô tả, các bạn có thể click vào để mà xem chi tiết hơn về cái giá thành cũng như là về những cái hậu mãi đi kèm của hai sản phẩm này khi các bạn mua được. Còn nếu như các bạn muốn thì có thể để là một phần góp ý hoặc là bình luận nhỏ dưới video để coi như là ủng hộ mình. Còn bây giờ hãy like, share, subscribe video. Cảm ơn các bạn theo dõi video này.